ok, hello tất cả anh em chúng ta cùng trở lại với một video về mortal Kombat thì uh, hôm nay tôi có lên trên youtube và tôi phát hiện ra một cái video của volminator và ông ông này ông làm cái tier list về những cái nhân vật dễ chơi nhất trong mortal combat 1 thì uh, tôi hôm nay tôi sẽ làm cái video reaction này để ngồi xem xem là Mấy những là những cái tier list của ông này nó có dị điểm gì nó hợp nó bất hợp lý không hay có những điểm gì nó hợp lý hay không chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé Let's go, Wasminator chắc nhiều anh em biết rồi đúng không? Uh, mix giữa high level với cả um, nội dung giải trí về MK nên là tôi thi toàn tôi cũng ngó ông này làm content cũng khá là ok nên là chúng ta cùng xem nhé chúng ta cùng xem là cái tier list của ông ấy sẽ như thế nào. If I offend you in this, I'm sorry. This is just how I feel. This tier list is purely based on how hard or how easy a character is to play. If you disagree, feel free to let me know in the comments. Let's get into it. Let's start things off with a no skill. Raiden is a 100% no skill, brain dead, carried character. EX Storm Cell, no risk, full combo launcher that's safe on block. Forward 4, basically auto neutral. Jump back Superman full screen can barely be punished by like 95% of the cast. Do I even need to say anymore? Like really? Safe. Mưa <laughs> vào phát chúng ta thấy là một nhân vật nó quá hợp lý và thuyết phục vào cái mục no skill Raiden. Anh em chắc cũng biết rồi và New world có nói trong cái trong cái đoạn vừa rồi ấy là AX Storm Cell, chúng ta có thể tổng hợp với nhá, Storm Cell. Tất cả vạn vạn vật tất cả mọi thứ có thể convert sang Storm Cell DP3. Giật điện chip damage sau đó gọi Camille ra, Kaino. Ví, ví dụ hiện tại là meta bây giờ đang là Kaino chẳng hạn con vớt tất cả mọi thứ từ D1, D3, D4, 2421 12 đủ các bộ F43 sang Storm Cell giật điện gọi Kano save và chip damage. Wow. Và sau đó là có gì? Và sau đấy là F43, F43 vừa né được projectile vừa là một cái string quá xịn để có thể để có thể mix up với đối phương. Đó. À quên còn một trò nữa, ấy nhảy lên sau đó Thunderfly bay loạn xạ trên trời đó sau đó nó gọi nô ra ném con dao ra ném con dao xong rồi gọi Kaino ném con dao ra nhá xong rồi nhảy lên Thunderfly đó và đối phương không để ý không để ý là nô đối phương không để ý là bạn phải sử dụng Kano, đúng không đối phương ăn ngay hai con dao bạn còn vớt lên combo luôn hoặc là ném dao Tele ra đằng sau con vớt thành combo đấy không cái này hợp lý cái này tôi xin approve no skill character Raiden for overhead it doesn't launch but it's a safe overhead that's unreal overhead. overhead. that's for being raiden and existing after a certain period of time he takes less chip damage just because he's raiden like i feel like raiden's probably the most carried character in the game alongside the next character which we'll get into now it's no surprise johnny cage is straight in there probably one of the easiest characters of all time in netherrealm history before we even get into his offense let's talk about his defense first defensive option ex shadow kick 8 frame armored move Se 8 frame armor move <laughs> The defensive option, AX Nut Punch, completely invincible. It does cost two bars, so I think it's fine. Doesn't really combo or anything like that unless you have a cameo. Third defensive option. EX parry. This parry literally beats everything in the game except lows and jump ins. If you try and press on Johnny, if you try and meaty Johnny, if you try to go for a mix up, if he does parry, you literally get full comboed. And he can hold it to change the timing on how punishable it is anyway. So not only does he have some of the best movement in the game, in neutral, he has forward one, which is a plus frame advancing high. That also gives him a full combo launcher if he commits to it. Once he's in, he's Basically an infinite pressure machine. Technically, none of it actually jails, but it's always in Johnny's favor and it's kind of like an infinite loop. He's Loki, like one of the only characters that doesn't really need a cameo to continue pressure. He has it on his own. On top of everything he has in neutral, his jump three is basically unanti-arable as well. If he hits you with a combo, he gets a safe jump, so you can't wake up. And then all of the stuff I just said loops itself as well. So that's why I'm putting Johnny in no skill. 200 IQ. Tôi có thể tóm tắt lại cho anh em một số địa điểm như sau nhé Johnny No Skill Chắc chắn luôn Một nhân vật cực kỳ dễ chơi Mà như ông Watt cũng hơi nói quá một chút đấy là Nhân vật dễ chơi nhất trong lịch sử Lịch sử game của Netherrealm Studio Johnny có gì? 21 mix up thành 212 overhead 214 low một cái một cái máy stacker, một cái máy gây áp lực liên tục frame của Johnny rất là ảo Còn nếu mà bạn ngoại trừ việc thò cái D1 ra để cố gắng cướp lượt của Johnny Thì bạn gần như không còn cách nào để có thể uh, cướp một lượt của Johnny cả Cực kỳ khó để có thể cướp lượt của Johnny Cực kỳ khó Michael Duck cái um, swing của Johnny Đòn là Johnny cực kỳ nhanh Và như tôi vừa nói xong Chiều armor 8 frame Chúng ta đều biết đấy là cái shadow kích 8-10 frame, đấy là cái shadow kích đấy cực kỳ khó cái react được cái shard cái armor đấy cái chịu armor đấy thì gần sợ bạn sơ xảy bạn không read được cái shadow Kick, bạn ăn full ngay cái armor shadow Kick vào mồm điểm lối bịch tiếp theo là gì ex not pan nó rất ex not pan cũng rất là lối bịch đúng không nhưng mà đây cái điểm mà tôi thấy là cực kỳ đúng là trong cái trường hợp này là cái jam ba cái jam ba cái jam in ba của johnny nó hitbox của nó cực kỳ ảo cái jam ba của Johnny là một trong những cái jam ba mà có thể hủy diệt toàn bộ mấy cái D2. Anh em đều biết thừa là khi cách để anti air dễ nhất trong cái game này là dùng D2 đúng không? D2 để anti air đối phương. Nhưng mà ấy, đối với cái jam ba của Johnny nó rất rất là khó để có thể anti air được vì cái hitbox của cái jam ba nó cực kỳ là ảo. Nên là đôi khi nhiều người chơi Johnny chỉ cần việc nhảy vào jam ba, ba xong dash lên nối tiếp combo luôn, vãi cả trường luôn đó là cách chơi Johnny cực kỳ đơn giản và cái Perry nữa cái ex Perry của Johnny K nữa cái Perry đấy có thể hầu có thể giữ một lúc có thể giữ một lúc trước khi tung ra trước khi nhả nút ra để tung ra có thể giữ một lúc nhá nếu mà ngoại trừ đòn low profile và đòn jump in thì những cái đòn khác của đối phương mà nếu mà giật Johnny Perry được

I know when you watch her gameplay or when you play against her, it doesn't feel like it's 200 IQ. It feels like the Natara players have no idea what's going on. She really doesn't have that much at all. I actually think she's the worst character in the game. She has pretty good damage, but every character in this game basically has damage. So it's not really like a good thing if you have damage. Her buttons kind of suck. She kind of has mix-ups, but she doesn't have any real true 50-50s that I know of. I've never played a Natara where I really feel like I'm actually getting 50-50. Nothing about her really seems easy or convincing that it's like easy to play, so. Nitara out to with 200 IQ. One of my favorite characters. Nào Nittara. Chắc ai đấy sẽ không thích uh, câu chuyện này cho lắm. Nitara thì uh, cái... tôi có từng chơi Nitara một vài lần rồi thì câu chuyện của Nitara là Nitara là một nhân vật mà khi mà có thể cậy được block của đối phương để gây để gây một lượng lớn sát thương ấy, để có thể làm được combo ấy thì Nitara là một trong những nhân vật có lượng sát thương có lượng sát thương trong một combo rất lớn, cực kỳ lớn luôn tôi có thể tự tin nó là gần lớn gần nhất bậc nhất game rồi đó nhưng mà cái câu chuyện ở đây là gì những nhân vật khác cũng có thể gây được có một số nhân vật cũng có thể gây được một lượng sát thương lớn cũng gần như là tiệm cận được nitara nhưng bọn nó có những thứ nó ngon hơn Còn nitara là gì nitara là một nhân vật nếu mà bạn bảo là chơi neutral á xin lỗi nitara không chơi neutral được nitara gần nitara ngoại trừ cái việc là có một ngoại trừ cái chiêu búp búp sát thương rồi vậy sau đó là tích sau đó mới có zoning cái thôi nhưng mà cái siêu zoning nó phải giữ một lúc thì mới bắn nó được Mình phải mất một chút startup frame mới thì mới tung ra cái active frame mới ra thì nên là chúng ta có thể coi như nitara là một nhân vật cực kỳ vô dụng khi mà chơi neutral nitara là một nhân vật bạn phải lao vào liên tục bạn phải xử lý cơ động bằng cách là bay liên tục bay bằng tổ hợp phím lt hay là l 2 anh em đã biết rồi đó Nitara buộc bắt buộc phải lao vào hoặc là nếu mà muốn chơi zone là phải có một con zoning tốt ví dụ như hiện tại Meta đang là Motaro chẳng hạn hoặc trước đó là đang đi với cung lao nếu không là Nitara mà muốn chơi tầm xa không thể gần như là không thể luôn và Nitara muốn chơi thuần thục là phải cancel nhiều cực là phải cancel nhiều phải bay nhảy nhiều phải áp sát đối phương liên tục Nitara cũng có mix up nhưng mà mix up của Nitara thì nếu mà so với những nhân vật nó tốt tia hơn thì khá là khó thì Nitara nên là những ai mà thực sự đang vẫn đang cố gắng bám trụ để chơi Nitara như ai đấy chẳng hạn trong như ai đấy em chỉ đối chị nhá thì những người đấy thực sự là những người nó rất rất đáng này nhưng mà họ vẫn quyết càng cố gắng bám trụ đến cái nhân vật này một nhân vật là để mà nói là cực kỳ khó để thần phục ấy tiếp nào Characters, let's move Shang Tsung into the smart tier. I know a lot of you are going to say Shang is 200 IQ. In some ways, he might look 200 IQ, I've played Shang so much in this game. I'll be honest, he's not that hard. But I will say for sure, execution wise and being consistent with him is pretty difficult. He's also kind of similar to Natara in a way where he doesn't really have many good mix ups or plus frames. He's a pretty honest character for the most part. His zoning is so strong. His meterless damage is extremely high. So he doesn't really need to, like, he doesn't struggle to make comebacks because of how high his damage is. The only real reason I'm putting him in the smart tier is because of the morph stuff. To really optimize the morphing stuff. So being able to consistently zone with him in this game is pretty hard. Not the easiest character, not the hardest character. If you're a Shang player, I consider you very smart. Up next, we're gonna... Um, Shang Tsung. Câu chuyện của Shang Tsung đấy là... Shang Tsung nó có hai dạng nhá. Một cái dạng là có thể... Um, dùng ground score để hất được phương lên combo liên tục. Một dạng là chuyên về zoning tôi thì tôi thấy khá là vân vân về cái câu chuyện của shang shang thì uh, nếu mà thực sự là shang chỉ có một dạng thôi thì uh, tôi nghĩ là chúng ta có thể xếp shang ở mức, mức easy cũng được nhưng mà vì shang có hai dạng nên là việc chuyển đổi liên tục giữa hai dạng uh, là việc khá là quan trọng thì nếu mà chúng ta muốn thay đổi lối chơi từ việc từ zoning sang uh, lối chơi áp sát pressure và là gây sát thương uh, như ở dạng trẻ là sẽ chuyên về zoning đi là chuyên đứng xa sau đó bắn um, fire fire score bắn fire ball. sau đó là đối với dạng già xong thì sẽ kết hợp combo với ground score hất đối phương lên và sau đó và hất đối phương lên lên một sát thương lớn thường thì có thể đi được tốt với um, kano hoặc cũng có thể đi với serena cũng được nhưng mà ấy có một điểm có một điều anh em nên để ý này có một điều mà tôi có thể tự tin tôi vào với anh em là nếu con Shang sung này I'm gonna put someone into the easy tier. I'm gonna put Katana. Not gonna lie, she's on the borderline of no skill for me. Not gonna lie, I'm being honest. Without a doubt, has like top three zoning in the game, especially with Kang Lao cameo. Katana works with almost any cameo in the game. She's actually very good. Like she can almost play every cameo and it works. If we're in neutral. Katana's here. If we're on offense or defense, Katana's like here. Overall, she's not no skill, but her neutral is pretty overpowered. Like, compared to most of the cast, she's beating most of the cast in neutral. So, I feel like there's some matchups in the game where Katana just absolutely destroys some characters. I think if you play Katana, you're pretty valid. I'm curious to see what you guys think about Katana. Let me know. I am an honest man. I do not lie to the people. I am an main. Katana. to with Katana, he, um,. câu chuyện ở Kitana thì nó như này Kitana có thể là ở vào tầm ở cái tầm nếu mà bạn muốn chơi gây áp lực liên tục chơi đúng kiểu aggressive ấy chơi pressure liên tục thì Kitana là một nhân vật cũng không phải là quá khó mà cũng khá là dễ để dùng tất nhiên là để mà so với những con tốt tia thì không thể nào bằng được hoặc là so với Kitana mở cái thì không được bằng được nói đi lên thế cho nhanh nhưng mà ấy, nếu mà bạn chơi Kitana theo kiểu neutral đứng từ xa sau đó ném quan liên tục tôi đảm bảo à, bạn luôn bạn cầm kitana ném quan liên tục bạn gọi cung lao hoặc là sub zero ra bạn trúng sổ số rồi đấy chính là đồ chơi không lão không lão đấy ạ lùi ra ném quạt có quá nhiều thứ về zoning về kitana chúng ta có thể nhìn thấy ném quạt thường ném quạt trên trời ném quạt dưới đất setup có cả setup uh, quạt nữa đấy đủ các thể loại luôn nên là trong một số cũng trường hợp trong một số kèo đấu khi mà gặp Kitana thì chắc chắn thì bạn gần như sẽ chỉ có nằm ngửa thôi vì nếu bạn không thể tiếp cận được không hoặc không không để đấu zone được hay là không thể tiếp cận được để gây áp lực liên tục của Kitana thì bạn chắc chắn thua Bởi vì Kitana zoning rất khỏe zoning rất là khỏe luôn đấy nên là đó tôi cũng khá là đồng ý khá là thấy đồng tình với cái với, với cái lựa chọn xếp Kitana ở tầm easy đến no skill này Một dành cho một một and i am putting Ashura in no skill alongside the other two i'm not afraid to admit it neutral is probably like the best in the game top two neutral in the game like 100% not even a question especially with serena some of the best range in the game she has multiple projectiles insane damage insane buttons she ticks all the boxes in the game literally she has the overhead she has the fireball she can sneak in like She's a very good all round character. The most brain dead thing about her is her armored move, though. On top of everything she has, her armored move is like six hits of armor, so you can never really take your turn on her. A few characters in the game can punish it. Unless you read it with the other characters, you will not get a punish. So she basically has safe armor against like 80% of the roster. I'm carried by Ashra 100%. Up next on the list, a character every. Ashra. <coughs> thật hoàn toàn đồng tình câu chuyện của Asra chúng tôi đã nói rất nhiều cho anh em trong những buổi cắt giải đấu cũng như là trong nhiều buổi livestream rồi Asra là một nhân vật có cái tầm đánh rất là vì là như một một nhân vật cầm kiếm Asra là một nhân vật cầm kiếm nên là cái tầm đánh của Asra nó rất là lố bịch đó thế nên hay có một tôi hay đùa mấy anh em chơi Asra là dễ tôi hay đùa mấy anh em hay chỏi tôi là chơi Asra kiểu gì tôi hay bảo là dễ mà các ông cứ f2 gọi serena là xong đó nếu bạn muốn chơi neutral với Astra ok gọi serena ra gọi serena ra hoặc làm gì df1 quẹt df1 lên tục nếu bạn muốn chơi kiểu gây áp lực lên tục không bấm hết một swing df1 phát nữa df1 nó start up khá là chậm nhưng mà bạn mà không bạn mà không bắt được cái gap của cái df1 của Astra xin chúc mừng bạn không lấy được lượt của Astra đâu vì cái đòn đấy là vì cái df1 của Astra là cộng Cộng frame các bạn ạ. Đừng nghĩ cơ bản lượt của Astra đơn giản thế. À, và BF2, à BF2 nhầm. Một trong những chiêu armor một trong những triệu armor cực khỏe của Astra. Bạn bạn chỉ có một rất rất ít những nhân vật có thể uh, bắt được uh, có thể uh, bắt được armor của cái BF2 của Astra nên là cái BF2 này thực sự rất xịn. Thế nên là đó nên nhiều người vẫn hay đùa là chơi Astra đơn giản mà cứ F2 xong rồi Serena ra xong À còn một cái yếu tố nữa về Astra người ta nên nói Đó là cái F3 Trong combat league chúng ta nhận thấy là gì Nhiều người chơi Astra Sẽ tận dụng, sẽ tận dụng cái trò đó là F3 sau đó lăn chơi lên Sơ hở đối phương đối phương không đỡ đúng không F3 lăn chơi luôn Bơn luôn bơn một luôn Nó lên combo Mà kể cả đối phương có đỡ được hết á Không sao hả tao dùng jump kích Hay tao dùng bất cứ cái gì đấy ta dùng bất cứ nhân jump kích hay là bất cứ cái gì khác để có thể ghép lực ngược lại bạn nghĩ d 2 anti air được astra khó lắm bạn phải delay cái d 2 cơ mà nhiều trong nhiều trường hợp trong nhiều trường hợp ấy đối phương mà chơi điếm ví dụ ví dụ đối phương sẽ delay một tí đối phương sẽ tung đá luôn chẳng hạn hoặc là đối phương sẽ gọi Kamigoro là chơi một trò chơi cái bài điếm gọi là Kamigoro ra thì bạn có panic đằng trời cái launcher lan chơi đấy. Thế nên là can okay No no skill, yes. It's no skill yes Everybody considers low tier. I'm putting him in smart and hear me out, hear me out, hear me out. Low key, he's in the middle here. In neutral, some of the best neutral in the game. Amazing buttons. EXP is really good. He has teleport. I don't really use it too much, but it's pretty good as well. He has his back three full screen sweep. But when he has cameo like Striker, or like Sector. It's really, really easy, I'll be honest. Most of your game plan is based around just doing death spin into Cameo. The reason I'm him in Smart is because most of his hits do come from neutral. He actually doesn't have any real ways to open you up without taking risk. Getting with punishes, anti-airs, stuff like that. He doesn't have any mix-ups at all. Like literally has no mix-ups and no plus frames. So 100% an honest character. But for the most part, it's not that hard to really play him either. Up next, in smart Um, Scorpion. Câu chuyện về Scorpion chúng ta có thể thấy rất đơn giản là Scorpion là một trong nhân vật nếu mà bạn chơi neutral Chơi đứng xa xa và chờ Chơi đứng xa xa và bắt khoảng cách với đối phương thì Scorpion là một nhân vật rất là tốt để chơi Scorpion có hai cái string 2 một Rất tốt để có thể gây áp lực và bắt lỗi khoảng cách đối phương hay chúng ta còn cái quen, quen gọi thuật ngữ đó là Whip Punish nếu mà đối phương sơ hở phát là thò cái hai một ra để, để bắt bắt lỗi đối phương bắt khoảng cách đối phương là lên clean combo luôn Ngoài ra có cái B3, B3 của Scorpion đứng khi mà đứng ở khi mà trên neutral cái B3 của Scorpion rất là xịn luôn. Mặc dù nó trừ khá là nặng nhưng mà chúng ta khi mà đội bắt là lỗ tốt thì cái B3 đây làm rất nhiều việc. Nhưng mà cái câu chuyện của Scorpion là Scorpion gần như là không có mix up xịn ngoại trừ là 122. Ngoại trừ cái 122, B3 các thứ ra thì Scorpion không có mix. Scorpion phải chơi kiểu stacker F3 các thứ. Neutral 21 lùi ra b lùi từng đứng khoảng cách xa b 3 hoặc là đứng thật xa đứng full screen sau đó Sphere ăn hên hen xui Sphere hên xui à trong trường hợp nếu mà bạn chơi cameo kano cameo uh, camio cameo kano cameo striker chẳng hạn như thế thì sẽ có thể sẽ có thêm một cái trò nữa đấy là hay là cameo sector nhá sẽ có thêm một cái trò nữa đó là hai một xoay 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 dead spin bằng dead spin là cái db 1 đấy dead spin db hai db hai dùng cái dead spin db hai bạn Despi và bạn gọi ví dụ striker hạn ném quả bom ra bạn vẫn còn lượt và vẫn gây được một lượng chip đan rất lớn bởi vì cái ném bom lùi hai cái lùi cameo của ném bom của striker là cộng 6 thì phải tôi nhớ không nhầm xoay 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 phát nó ăn xếp ném hai quả bom phát bạn là cộng và bạn vẫn có lượt để đánh đấy hoàn toàn có thể convert y hệt như là câu chuyện của Raiden và Kano D3 xoay xoay sau đó cây sau đó striker cũng được hoàn toàn có thể thoải mái nên là nhưng mà để có thể chơi được để được có thể chơi được thuần thục Scorpion thì nó cũng phụ thuộc vào việc là bạn phải chơi bạn phải chơi new chủ game tốt nên là ờ ừ, tôi cũng thấy việc để smart và easy cũng khá là khá là tốt khá là hợp lý chúng ta đến với nhân vật tiếp theo smart tier, we're gonna add another one to smart tier. I'm gonna put reptile in the smart tier as well. For sure, for sure, he's a pretty low tier character. Like he's decent. When Reptile is invisible, he's actually quite strong because you literally can't see the character. I mean, that's pretty self-explanatory. He's not really that bad at anything, but he's not really that good at anything either. I'm just gonna say it. Kung Lao players, I'm sorry. You're in no là câu chuyện về Reptile. Reptile thì là một câu... Reptile thì là câu chuyện là... Nhân vật này nó ở mức gọi là... Đều. Khác có rất nhiều thứ, thứ ngon về Reptile nhưng mà không phải cái nào không có rất reptile có rất nhiều thứ khá là ngon lành nhưng mà mọi thứ nhưng mà không phải không một cái nào nó gọi là xịn hẳn cả nó xịn hẳn một trăm phần trăm cả reptile chúng ta có gì cái b 3 starter b 3 starter hoàn toàn có thể lên combo lên combo fosbo à, nếu mà như combo của anh hậu hay làm thì combo đó reptile nếu làm tốt hoàn toàn có thể gây được một lượng sát thương khá lớn đi bởi serena lên được 430 trăm ba mươi bốn trăm hai mấy một trăm hai mươi một thì phải một trăm hai mươi một trong một combo Reptile là một Reptile uh, có Reptile khá là không thấy Reptile khá là ổn đấy anh em có thể nếu thích anh em có thể chơi Reptile cũng được luồng chúng ta có thể chơi theo kiểu là chúng ta lùa lùa đây về sau back dash một một đoạn rồi chúng ta lùa b3 cái khoảng cách của b3 của Reptile khá là tốt để chúng ta có thể bắt lỗi đối phương mix up đối phương bắt lỗi đối phương và bắt lỗi đối phương để có thể lên được combo ngoài ra cái force bow của cái force ball của Raptide là một cái đòn mid profile khá khó để né nên là nên là đừng ông nào dạy rồi mà bỏ block nhá trên đấy dự đè block đi hoặc là nhảy lên nhưng mà nếu mà để so về những đối với những nhân vật khác thì raptor không hoàn toàn không phải là một nhân vật nó quá bát hạo nhân vật ở tầm mid mid thôi nên là những người chơi raptor là thực sự là những người khá là bình tĩnh khi um, khá là bình tĩnh vì cũng phải di chuyển rất nhiều, những người chơi Reptile họ phải di chuyển, họ phải phúc xí rất nhiều Để có thể bắt được lỗi từ đối phương, chờ cho đối phương sơ hở, sau đó là B3 gây áp lực B3 để có thể lên combo Hoặc đôi khi họ chỉ cần thò cái B3 ra rồi để gây áp lực thôi, xong họ lại back dash Họ bắn Force ball, họ dùng Cameo các kiểu Đó, nên là những người chơi Reptile uh, là một trận tìm Tôi đánh giá là những người chơi uh, kỹ năng rất cao, kỹ năng cực kỳ cao No skill tier, right next to me with ashra Kang Lao in this game. Where do I even start? Where do I start? Armored launcher with Goro, or even if you don't have your cameo available, you have a safe arm and move anyway. Forward two, his overhead unreactable launcher. If he has Goro cameo, it's a safe launcher that gives him 35%. It's actually plus on block, and he can do sweep Goro to have a low launcher. Do I need to say more? Well, why his neutral is not good, right? Dive kick has like zero recovery. Have you ever whiff punished a dive kick from Kang Lao ever? I'm gonna tell you right now, you never have. Also, he has pretty good. projectiles as well. His buttons aren't that great, I'll admit. They're not great. He never really needs to press buttons at all. Let's do rain. Let's do rain. To be honest, I'm... Không lao, aka BF2 Gaming. Câu chuyện của Không lao ta đã đề cập khá là nhiều lần rồi. Anh em có thể xem mấy video về tôi bình tôi bình luận Minh Mỡ đánh giải Rip Arena, anh em thấy rồi. Con cung lao này, tôi cũng có lần mấy lần Minh Mỡ cũng bảo tôi mấy lần rồi là, là con cung lao này nối chơi của nó chính xác là đợt không não công cung lao này đôi khi anh em có anh em có meter đúng không anh em có ba để bơm đúng không mạnh dạn bf hai và Goro ra đó anh em bị đối phương knock down đúng không mạnh dạn đứng lên quay cấp armor gọi goro ra là anh em sẽ được anh em làm được hoàn toàn có thể làm được combo sweep của cái b 4 cái sweep attack của cung lao đi với goro cũng có thể lên được combo ờ làm sao bạn ơi đó cái đai kích đây cái đai kích của cung lao là một cái đai kích rất là mất dạy đai kích chúng người đối phương đối phương đỡ được thì đối phương thì cung lao cung lao sẽ mất khác thì cung lao hoàn toàn rơi vào trạng thái unsafe on và punishable hoàn toàn bị có thể bị punish nhưng mà ấy cái câu chuyện ở đây là nếu mà đai kích của cung lao mà trượt thì nó thì nó lại khiến cung lao rơi vào trạng thái là nó như nào nhỉ nếu đai kích mà trượt khi mà đai kích trượt đấy thì người lợi lại là cung lao chứ không phải chúng ta anh em nhé bởi vì cái đai kích của cung lao khi mà không chạm xuống người đội kẻ địch thì cái recovery frame của cung lao là bằng không có nghĩa là không mất một chút recovery frame nào cả cung lao hoàn toàn có thể bay số phát bấm tiếp của luôn đó nên là, nên là lối chơi của cung lao gì đứng ra ném mũ ném mũ ném mũ ném mũ, mũ có có ba bơ đúng không bf hai thật nhiều cho tôi bf hai và goro gọi ra rất nhiều đó tôi No skill character. Approve. I'm not 100% confident on where to put Rain. I think Rain might be smart tier. He's pretty hard, man. Rain is going into smart tier. In neutral, Rain is pretty good. He has some good range. He has some pretty decent projectiles. They're not the fastest projectiles, but they work. Playing neutral with Rain is not really the hard part. That's actually kind of the easy part. Rain has one string that has plus frames, just one. The one thing that he has really good that's going for him is the overhead that's cancelable. Because he can combo from his grabs with a lot of cameos, and he can cancel the overhead into grab, that stuff is actually really good. I'm not too convinced there's anything too crazy with rain. I think you have to work pretty hard to win with him, so I'm gonna put him in a smart tier for now. Up next, we're gonna talk có ai tiếp theo đây? rain. Rain có F2 F21 đúng không? Ừ đúng rồi, F21. Con này mix up khá là tốt, có cái overhead cái F32 của Rain có thể cancel được nhá. Hai cái overhead đấy và cái hoàn cái overhead đấy hoàn toàn có thể cancel sang đòn khác được, cancel sang throw được hạn, Đó. Rain chơi neutral cũng rất là ổn. Rain có khi nước chống được khác rất nhiều loại đòn đòn zoning. Và Rain cũng có khá nhiều chiêu để zone. Đó. Cái Rain God là cái DDU ấy zone khá là tốt Cái BF1 zone có thể chạc Có thể chạc được nhá Có thể bắn thường là có thể chạc để nối tiếp combo được Đấy Có cả cái bồn cầu, cái DB4 À đâu, cái BF4 Là cái chiếc bồn, lốc xoáy bồn cầu Đó Ném ra để hất để hất đối phương lên Để khiến đối phương chui lọt hố Sau đó đối phương bay lơ lửng Lọt phát trên trời và chúng ta có thể lên combo Rain đi với Sub-Zero là một trong những cặp đôi khá là ổn áp để có thể mix up đóng băng lại đối phương sau đó chọc bf một sau đó ném lốc xoáy là lốc xoáy và sau đó dồn hai cái overhead f 32 vào là và đối phương đã rơi vào trạng thái fake 50 50 đối phương phải cố gắng phơi guard, nếu đối phương không biết phơi guard thì sẽ ăn mic liên hồi nhưng mà tôi sẽ cái smart tôi sẽ để nó quanh quẩn là smart với really easy nếu là tôi ấy, trong trường hợp tôi này tôi sẽ để quanh quẩn smart với really easy bởi vì nếu mà một khi mà chúng ta đã thuần thục cái khả năng uh, mix up liên tục infinity mix của rain rồi thì nó cực kỳ dễ để cho anh chúng ta có thể chơi Cherry chơi rain đó uh, b hai cũng lên được combo nhá đấy bây giờ như 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 cái video bản cập nhật trước tôi có đề cập ấy cái lên cái ddu của cái rain god đấy cái ddu của rain lên được combo mà tại cả linh hồn không hiểu đó nên là rain cũng Rain không phải là Rain không phải là một nhân vật mất não, nhưng mà Rain sẽ quanh quẩn là một nhân vật dễ chơi và một nhân vật sẽ cần một chút sẽ cần một chút kỹ năng tốt một tí, một chút my game tốt tí. Đó. Đây là ông nào yêu đây là ông nào thích nặng chiến thuật một chút thì cũng có thể chơi Rain, Rain cũng lên khá, lên được sát thương khá là tốt đấy. Talk about havoc. I have to put my ego to the side a little bit and be realistic. I actually think he's in easy tier. He's not really hard to play at all. He's so easy to play. His buttons are insane. His zoning's really good. The only thing he doesn't really have is a good defensive option. Yes, he has that armor move, but it is a huge risk for that. When we look at Havoc on offense, it's pretty good. Neutral is quite good. Once he's playing neutral, it's low key no skill. It's so easy to win. Cameo wise, he's super easy. You basically just play the character the same as always, and then you just chuck one cameo in a combo. Not the most oppressive character in the game or anything like that, but a very strong character. Up next, we're going to Havik Havik thì tôi không chưa có nhiều cơ hội để tôi chơi lắm nhưng mà đối với Havik thì Havik có những đòn zone khá là tốt cái BF1 zone cũng được cũng có mix up mix up với cái B22 B224 với cả B22 hai um, Command Grab cũng khá là ổn à, ngoài ra thì có thêm um, ngoài ra thì cái uh, armor cái DB1 cũng khá là tốt đó nhưng mà uh, Havik là một nhân vật khá là dễ chơi khá là tốt là một nhân vật khá là dễ chơi là một nhân vật có thể gây áp lực rất tốt, có thể chủ động tấn công khá tốt nhưng mà bù lại là havik hơi yếu ở khoản có những kỹ năng để phòng có những cái kỹ năng để có thể chơi ở trạng thái phòng thủ. Ừ, tất nhiên là như cái DB1 Armor, Armor như cái DB1 Armor mà tôi có chia sẻ ấy, thì nó khá là ổn áp, nhưng mà cái câu chuyện là nó cái startup của DB1 Armor nó rất là lâu, mặc dù là nó giúp cho Havik có rất nhiều giáp nhưng mà tôi nhưng mà nếu mà bạn có một nhân vật có nhiều có khả năng gây được nhiều hit trong trong một lúc ấy trong một chuỗi combo ấy thì điều đó tôi nghĩ thì cái DB1 đấy chẳng khác làm miếng mồi mấy người ngon để chúng ta có thể lên combo được với Havik cả à? để lên combo khi mà đối đầu với Havik đó Havik dễ chơi thôi nhưng mà không phải là một nhân vật quá là ngon To do General Xiao. I would love to put him here, but I'm actually just going to put him in easy. If Xiao Khan has the axe in his hand, he's in easy. Once that axe is on the ground, he's in no skill. 100 percent. 100 percent. In neutral with that actually just gonna put him in easy if Shao Kahn has the axe in his hand he's in easy once that axe is on the ground he's in no skill 100% 100% in neutral with the axe he's very good he actually has really good neutral but he has to take risk with the axe if he wants to really mix you up he doesn't really have like a good mix up or anything like, like that with the axe but it's so easy for him to get rid of the axe any combo the axe is on the ground he can drop it without doing the combo as well He's very, very good with a bunch of cameos, insane damage. I don't, I don't know. This character really ticks a lot of the boxes for me as well. The only thing about Xiao that's really a weakness is he doesn't have like a super fast mid, and his armor move is kind of trash. It's not the best. It's okay, but it's not great. I've been thinking Xiao is pretty strong for a while, but I have a read that this character is going to be like top five to 10. Maybe not top five, but definitely top 10 range. Up next in the general Xiao. Câu chuyện về General Shao thì tôi có thể tóm gọn cho anh em là General Shao lên được combo khá là tốt Đây là một lượng sát thương khá là lớn Nhưng mà Cái câu chuyện về uh, Tôi nghĩ là Easy cũng là hợp lý rồi Ờ Watt có chia sẻ Watt có chia sẻ với lại nhé Cái này tôi cũng công nhận đấy là Khi rơi vào, khi ở trạng thái Cầm dìu Shao là một nhân vật khá dễ chơi Khi mà Shao rơi dìu ra Shao là một nhân vật no skill Mix up khi mà rơi dìu rất là bựa cái mix up khi mà chơi khi mà rơi dìu của sao nó rất là buồn rất, rất là bạn nó khá là bá thế nên mới bảo anh em là sao bây giờ không còn là low tia sao bây giờ là mít tia rồi ít nhất phải mít tia rồi sao khỏe sao giờ ok đấy đừng đối với sao sao có thể bắt có thể neutral nhẹ có thể neutral tốt khi mà có dìu với cái 22 với cái stand 22 hai cũng hoàn toàn có thể lên được combo với lượng sát thương cực kỳ lớn đó à, sao điểm sao neutral khi mà có dìu sao có thể chơi được neutral một tí tất nhiên là neutral của sao không xịn như nhiều nhân vật khác một có mỗi cái quẹt dìu uh, db 4 thì phải mỗi thế thôi nên là sao sẽ rất cần một sao sẽ rất là cần một cameo có khả năng zone tốt một chút đi serena chẳng hạn đó hoặc đi được không lao cũng được hay là frost đó hoàn toàn có thể đó, còn câu, câu chuyện của sao đấy, đấy là mấy chiêu armor của sao hơi nó không được xịn như nhiều nhân vật khác và cái um, nhiều đòn đánh của sao khá là chậm nên là rất dễ bị gặp những cái kèo như là gặp lưu chẳng hạn thì cực kỳ dễ bị punish đó đây là điểm yếu của sao And no skill tier, Tanya. 100% no skill tier. In neutral, some of the best neutral in the game. 4-2, her best mid goes really far. Literally the best mid in the game, I think. I don't think there's a better mid in the game. She has a great fireball, great range. Air Fireball. Her combos are super easy, let's be honest. Armored Launcher with Goro. Safe Armored Move with Striker. Definitely one of the more brain dead characters in the game. Yeah, I mean, there's not too much else to say about her. She's really good at everything. This is coming from someone who used her a lot as well. She was going to be one of my mains, but this is why I stopped playing Tanya. Can I lose? Is it possible to lose here? It's possible, it's possible. No way. <laughs> We're going to jump back into another no skill character. No hesitation. <laughs> tôi có thấy cái video này trên trích của Watt rồi Mẹ Nếu hiểu sao cái helicopter của Tanya Bị chặn hết ạ à? Bơn bơn lên cái stand của Cái virtual Mind stand của Omni Man Xong rồi né được hết à? trường Thôi được rồi Tanya Ờ uh, Tanya thì tôi đang suy nghĩ, tôi chỉ tôi nghĩ là sẽ để cho tầm easy thôi, chứ không đến mức mà low no skill, easy thôi vì Tanya có Tanya là một nhân vật điều điều tốt đấy nào Tanya có cái F2 khá là xịn uh... được hit... uhm... chúng ta hoàn toàn có thể chơi theo kiểu Stacker F2 ra đó xong back dash, sau đó dụ đối phương đấm sau đó F2 sau đó lên combo với F211 để punish đi về cô và Tanya đi về Goro là một cặp đôi rất là đáng ngờ đấy zone tốt Zoning cũng khá là tốt, có siêu, có siêu reflect thì phải, tôi nhớ không nhầm. Tanya tôi cũng chơi nhiều lắm nhưng mà tôi còn nhớ một số thứ Tanya có cái B34 B344 thì phải đó là nó là hoàn toàn có thể lên được combo với Goro nhá Lên được combo rất tốt luôn vì tất cả đồ này toàn là lâu Tanya có F2, F2112 là cái đòn cuối là overhead nữa nên là anh em cũng phải chú ý một chút Việc uh, gameplay của Tanya thì tôi nghĩ là easy thôi chứ không đến mức mà gọi là branded Điểm yếu của Tanya đấy là lượng sát thương combo của Tanya thì không được cao cho lắm Bù lại thì Tanja là tầm đánh của Tanja khá là tốt, cực kỳ dài luôn. Có thể coi là một uh, múa cột mới aka Jay. Đó, đây là tôi nghĩ là nó sẽ tầm easy chứ không đến mức mà branded. Thì nó không đến mức gọi là no skill đâu. Reiko, I'm putting him in there, I don't care. Will say, oh, but I have to make Reed's command grab. Reiko is just throwing stars the entire game, let's be honest. If I had someone that I needed to teach the game, just to win a first -to one, I'm showing them how to throw Reiko stars and that's it. He doesn't play any neutral besides stars. The command grab stuff is whatever. I'm not even really thinking about that. Like ex stars are the best projector on the entire game. is just so simple. Throw stars, press a couple buttons, and then throw stars again. Like let's be real. Do I really need to say anything else? No, I don't. Sub zero got to be 200 IQ. Okay, let's talk about sub zero. I think Rayko. Chúng ta không nên nói nhiều thêm về nữa. No skill là hoàn toàn xứng đáng. Vì sao Ray Crow, đường đường là một grappler Nhưng mà có cái chiêu zone nó còn mất dạy hơn cả những con zone, những con khác có chiêu zone Rayco á, gameplay rất đơn giản, bạn đứng từ xa, bạn là các bạn đã cầm Rayco đúng không? Bạn đang đứng xa đối phương, bạn chơi neutral đúng không? Phi tiêu, phi tiêu, phi tiêu, phi tiêu, phi tiêu, 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 bớt lên phi tiêu thôi. Chip damage cực nhiều, đối phương đỡ, bạn được build meter cực kỳ nhiều, nhiều luôn. Cứ phi tiêu để chết đó thôi. Gọi em to nữa là một combo hoàn hảo cho một con tướng branded zoning tôi định phải chết luôn mà khi đối phương ở gần đúng không bạn comment grab uh, 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 rayco có cái uh, BDF1 grab rất là điếm anh em là anh em mà không đoán được cái mặc dù nó là một đòn high profile nhưng mà anh em không đoán được thì liên tục là bị rayco ôm thôi và rayco có một cái điểm rất là mất rất là khó chịu đấy là cái đòn cái đòn đánh bằng chân ấy ví dụ cái b 3 của rayco hẳn hạn nó dài một cách vô lý chân của Reiko đã dài rồi lại còn thêm một cái luồng aura nữa khiến cái hitbox của cái B3 của Reiko nó còn dài hơn nên là ông nào muốn chơi ông nào mà định chơi kiểu đọ muốn cố gắng chơi ông cao whip punish với Reiko á đừng các ông sẽ auto bị whip bị whip ngược lại thôi B3 Reiko dài lắm đừng cố mà chơi đừng cố mà bách đa xong nó định bắt punish đối phương bắt khoảng cách với Reiko không có cái mùa xuân đấy đâu la he's a pretty easy character easy to learn as well yeah definitely he's not like the traditional sub-zero that we always know which was like a 50 50. in the old game sub-zero is always no skill I'm being honest I think he's a pretty easy character still regardless he's Neutral is not really that hard because he has the clone punch, he has clone, dive kick. His buttons are actually pretty decent as well. They are a little slow, like his forward one is like 16 frames or 15 frames. He just doesn't have any insane mix ups. That's the only thing he doesn't have. I will admit his damage is quite low. I don't know. I think he's fine. I think he's totally fine. What else What else is there really to say about him? Smoke. Ah, uh, yeah. Sub-zero. <laughs> 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 anh em như anh em, em thấy tôi chơi Sub-Zero rất rất nhiều trên những buổi stream của tôi và uh... Sub-Zero cũng là một nhân vật dễ chơi, ừ. cái đấy tôi công nhận. Một khá là dễ chơi nhưng mà Sub-Zero tôi sẽ để ở một giữa khoảng tầm easy và smart bởi vì ấy, con Sub-Zero này trông cái mic nó có vẻ dễ chơi như thế nhưng mà cái câu chuyện đây là gì là bạn phải cố gắng bạn biết cancel, cancel cái B2 vì cái B2 nó cái B2 của Sub-Zero cực kỳ ăn xếp. Nếu mà, mà cực kỳ ăn xếp luôn, bạn mà thì bạn tung hết hai đòn B2 ra là bạn thành cái bao cát tập đấm cho đối phương. Thế thôi. Và tập trận Ice Sub-Zero uh, Sub-Zero có một cái special move cực kỳ là ngu. Cái ạ, đó là cái Ice Ball. Tôi chưa thấy cái Ice Ball nào nó phế như là của Sub-Zero MK1 này cả. Ice Ball cực kỳ chậm và không thể nối được combo. Như những phần trước nó không thể nối được combo ạ ai là trưởng? Icebow cái thương ice ball thương hiệu của Subzero bắn không thể nối được combo cực kỳ chậm thì tôi cũng chịu thua rồi, bó tay luôn và lượng sát thương của Subzero thì nó nói thật là anh em cũng tôi biết anh em biết thừa rồi lượng sát thương của Subzero là một cái gì đấy suốt ngày bị trôn ở trên mạng rồi đó nếu mà không đi với Serena ấy, thì sự sát thương của Subzero rất là rất là khổ luôn nhưng mà Bù lại thì nếu mà biết kiểm soát Sub-Zero thì Sub-Zero là một nhân vật có mix up khá là ổn Mặc dù là đòn đánh chậm nhưng mà mix up ổn Đó Và mấy đợt gần đây thì cái Ice Clone cũng được, được bắp lên nhá Được bắp nhẹ một chút Cái Armor Ice Clone bắp nhẹ một chút Đó Nên là cũng đỡ phế phần nào mà thời ra thì cái BF2 Cái BF2 của Sub-Zero cũng zone khá là tốt nên là ông nào muốn chơi chơi Sub-Zero thì từ kinh nghiệm quý báu sau so những lần ăn hành của tôi thì tôi khuyên là đừng zone bằng icebone hãy zone bằng camio hoặc zone bằng DF2, đừng ừ. zone bằng icebone cái DF1 nhé, hãy zone bằng DF2 và đừng ừ. zone bằng DF DF1 cực kỳ chậm và nó còn là hai profile nữa đối phương dễ dàng né và cũng đừng bơn cái icebone lên phí thật sự đấy là câu chuyện về Sub-Zero When smoke is visible, I think he's in the easy tier. When he's invisible, I don't care what any smoke player says. He's brain dead, no skill. I don't care because I actually think it's not that hard to win with him. That's kind of the point of this. Like his game plan is not really that hard. The execution on the cancels is a little bit tricky. I will admit that he doesn't really play that much neutral. It's mainly get some rushdown going. I really think this character is kind of dumb. If your execution is good enough, this character is very easy. No skill, Loki. Okay, I'm smoke. câu chuyện về smoke thì chúng ta nói đơn giản như này smoke đó như Watt có chia sẻ trong cái video này đó là smoke là một nhân vật khi mà không tàng hình smoke là một nhân vật dễ chơi anh em đừng tưởng anh em đừng nghĩ là ôi mấy tôi, cancel khó học lắm các kiểu kiểu không khi mà anh em đã cái cancel là cái thứ tôi thấy là khó duy nhất của smoke anh em là anh em phải học một khi mà anh đã anh em đã thuần thục cái cancel của smoke rồi thì anh em sẽ thấy con tướng này là dễ chơi như thế nào mix up cực nhiều mix up tất sĩ và khi mà tăng hình nữa thì đúng chính xác là no skill bởi vì có biết là lúc nó tăng hình thì có biết là nó tung cái đòn gì ra để mix up đâu nó có biết là nó dùng lâu hiệu về hết đâu Thế toàn phải đoán đoán hit nhìn hit xem đoán xem là nó có là đòn gì đúng là kiểu uh, harris harry reward bạn ngồi đoán xem ngồi đoán xem là nó sẽ tung đòn gì ra hoặc là uh, ban sông bắn chết uh, bật armor lên bật armor lên để chơi nó I. uh yes no. When the smoke no skill. Approve. I'm putting Sindel in smart tier. I'm doing it. In some situations, she's very easy. But are we really going to say Sindel is as easy as a havoc or Sindel is as easy as Xiao? I don't think so. I think she's pretty valid in the next to Rain Reptile. Like I feel like she fits this category very well. Sindel's neutral is not really that hard. Her fireballs are easy. Air fireball is great. Ex air fireball, low fireball. Low hat, like, I could just keep going. Like, her neutral is really, really good. I think consistently being able to execute Sindel, making the right reads, I think it's actually pretty difficult. It's not that easy. It's quite hard to explain Sindel because there's a lot to her. It's really hard to say with Sindel because some of these harder blockable setup stuff, it low key looks brain dead, no skill. But I've seen high level Sindel play a lot, and I definitely don't think it's as easy as this. I feel like it's more in the smarter tier. If you guys don't agree, that's totally fine. I'm not even going to say i 100% right on this one. So she's. So Floating around here somewhere for me. Kang. Um, Sindel. Sindel là một nhân vật mà combo thì nhưng mà Sindel là một nhân vật nó như nào nhỉ? Sindel là một nhân vật nó nó sẽ là để mà tiếp cận thì khá là thì cũng không khó là khó nhưng mà để mà thực sự thuần thục đặc biệt là để mà muốn thuần thục cái việc cancel của Sindel thì nó là cả một quá trình rất dài nếu những anh em là mới đến với MK mà muốn chơi xin mà muốn học thuần thục cancel ấy nó là một thử thách ấy cái này tôi phải cảm nhận xin nếu mà không có cái cancel thì xin khá là dễ tôi nói thẳng khá là dễ chơi nhưng mà để mà thuần, khi mà có cái cancel vào mà chơi đã chơi xin rồi thì biết cancel là càng tốt là phải biết cái cancel thì mới thuần thục của xin được mà nếu anh em không thuần thục của xin thì phí mất một cái thì phí mất cái khả năng phí mất cái khả năng mà xin đang có Sindel có thể chơi neutral rất tốt Đi với Cameo, cung Lao, hạn Bắn Fireball trên trời dưới đất Bắn Low, bắn Misquip, bắn High Profile Bắn E Ném thêm mũ cung lao ra các thứ nữa là Sindel đeo chơi neutral vẫn được nha Và đặc biệt là cancel B2 các thứ cancel cái B2 Cái cancel B2 mới là cái thứ làm, làm nên cái thương hiệu của Sindel chúng, chúng ta có, cũng đã nghe quá nhiều về câu chuyện là unblock cây bồ Unblockable combo rồi cái một combo không thể đỡ được combo đến chết của Sindel rồi đấy là ngày xưa coi gì có làm có phát hiện ra cái bức của Sindel ấy cancel cancel phát đến chết luôn đối phương không thể làm gì được đối phương không thể đỡ được không thể đỡ lại được luôn mà bởi vì frame nó không không đủ cho đối phương hồi phục lại đấy nên là cứ làm liên tục combo đến, đến chết thôi đã có một đã có một giai đoạn mà Netherland Studio phải ban Sindel phải ban phải ban ngay con Sindel. Thực ra không phải là ban theo kiểu là cấm không cho pick vào game nhé, chỉ là cấm không được phép các những người chơi sử dụng cái Infinity, cái Infinity mix của Sindel đó cấm luôn. Bởi vì nếu mà làm thế thì nó thực sự nó quá là thiếu công bằng. Vì có đỡ được đâu, có đủ frame mình, có đủ frame hồi phục phải đỡ đâu. Đó. Nên là con Sindel này là một cái nhân vật nó khá là khá là khỏe nhưng mà nó khá là khỏe nhưng mà tùy thuộc về là bạn có muốn tập cái cancel không nếu mà tập cancel nếu mà không tập cancel thì nó cũng dễ chơi cũng dễ chơi thôi nhưng mà nó nếu nếu mà nếu bạn muốn tập cancel thì nó sẽ cần một chút thời gian đấy và đó nó sẽ cần một chút thời gian để luyện tập cái cancel đấy để thuần thục đó nên là nên là nó cũng không quá là đơn giản đâu về xin sindel Yeah, he's easy tier. He's one of the easiest in easy tier. He's almost no skill. Almost, almost. Neutral is pretty easy with the character because you have Kung Lao cameo or whatever cameo you want. His fireballs are really good. His down three is really good. He has air fireball, EX fireball. That alone, he's actually great in neutral. His anti air teleport is like unbeatable. So he has probably like the best anti air in the game. Throw combos, easy hit confirms from anything. Anytime he gets a hit, it's easy confirms. Plus frames by himself. He also has a six frame jab, a six frame jab that you can hit confirm into a full combo. Man, that's really all you need to say. Like, that's a lot. It's really just not that hard to play him. It's super easy. I'm going to do Quan Chi next. Quan um, Liu Kang. Liu Kang cũng là một nhân vật tôi chơi khá nhiều bên cạnh Sub Zero thì cái này cũng có thể là tôi cũng có thể công nhận đấy là Liu Kang dễ chơi thật. Anh em nào mới đến với MK thì hoàn toàn có thể chơi Liu Kang nhé, bởi vì Liu Kang là một nhân vật rất là dễ, rất dễ để làm quen, rất dễ để lên combo, rất dễ hit confirm luôn. Đó, stack Stacker B2 mid đó, à, F43 thương hiệu của Liu Kang, F43 thương hiệu, F43 vạn vật các thứ convert từ F43 sang đó, F434 nó F434 có gáp nhưng mà nếu đối phương không đoán được đối phương ăn đòn. F43 còn vớt sang Serena ạ. Như tôi hay dùng Serena hay hiện tại là có Motaro nhé Thì F43 xong bắn F Camille Motaro được cộng 13. Đó, chúng ta lại lấy lượt đánh đánh tiếp. D3 của Liu Kang cũng khá là ổn. Và một cái thứ điểm nữa đấy là Liu Kang có khả năng chơi neutral là cực kỳ tốt. Fireball, low fireball, air fireball chơi neutral cực ổn luôn bơn cái uh, bơn cái file bộ thường lên là mid mid profile nó cực kỳ tốt để chơi neutral với đối phương đặc biệt là khi trong trường hợp chúng ta gặp những đối, đối thủ mà có khả năng zone không được tốt, có khả năng chơi neutral không được tốt lắm thì uh, việc chơi neutral việc sử dụng uh, lưu cang chơi neutral cực thì là cực kỳ là một cái điều rất là lợi thế đó được anh em đôi khi chỉ cần đứng xa cố gắng cấu à Cố gì đối phương ơi, bắn fireball liên tục, đối phương lại gần á. Chúng ta hoàn toàn có ép F... F43 rồi, đối phương mà mắc lỗi đúng không? Hoàn toàn có thể lên combo F43 Serena hoặc là B23 B23, cực kỳ dễ hit hit confirm mà lượng sát thương lại cũng khá là tốt. Lượng sát thương khá là ok luôn. quanh còn, còn phải trên 350. rưỡi trên 350 mà mitalet nhá, mitalet luôn. Chưa để bạn phải tầm hơn 350. On Chi, I'm putting him in Smarty. Let's put him next to Shang, just to make the Deadly Alliance. I have spent so much time playing this character, I feel like I know him almost better than anyone right now. First thing I'll say is he has 900 health, so similar to Natara. The amount of mistakes you can make is very low. His neutral is great. His projectiles are really really good. That stuff for sure is really good. But, on paper Quan is one of the worst characters in the game though. 9 frame down 1, 8 frame standing 1. 14 frame mid that has no special cancel. Like, you can't confirm it. His frame rate is terrible. In neutral, he's great, but on offense and on defense, he's pretty bad. When it comes to his damage and his conversions, outside of Serena cameo, it's very low. He gets like 30 max. Anytime you want to spend two bars, like, if you want to extend your combos with that launcher, it's two bars and the damage is basically like never worth it. So, when it comes to the projectile game, though, he's definitely really easy. That's like the easy part. Surviving with Quan Chi is very hard, similar to Natara. Up next, Chúng ta có ai tiếp theo? Quan Chi Quan Chi như tôi đã làm cái video thực nghiệm đấy rồi Quan Chi là một nhân vật uh... Quan Chi là một nhân vật có cái frame data Có thể nói là tệ nhất game đi D19 frame như tôi đã chia sẻ rồi D1, D19 frame Standing 18 frame Cái chiêu điếm nhất của Quan Chi Đấy là cái stand 4 full screen Nhưng mà nó là trừ 21 cơ không ạ ông chỉ cần dùng sai cái stand 4 thôi hoàn toàn bị punish rất dễ dàng đó nên là chơi quan chi là một sự cực hình khá là khổ ừ thì chúng ta có thể thấy là quan chi có mix up khá là nhiều nhưng mà câu chuyện là gì nó có rất nhiều gap và việc có rất nhiều overhead đồng nghĩa việc đối phương sẽ luôn nếu gặp những người chơi có kỹ năng cao họ sẽ biết thừa đòn đòn tiếp theo là gì và up đòn tiếp theo là overhead và up block up xong thì chúng ta thì quan chi sẽ ăn full combo ở mặt thế thôi à, và câu chuyện và một cái yếu tố nữa chúng ta nên có thể đề cập đấy là khi mà nó rơi vào những tay những người chơi branded thì việc quan chi luôn làm đó là việc quan chi cần làm đó là sở hữu cho mình một cái đường mạng như cái căng của cọt và sau đó là oh, độ thổ liên tục db 4 overhead liên tục à đâu bf 4 overhead liên tục là bạn sẽ thắng Hãy, hãy sở hữu cho mình một đường mạng lag và sau đó bốn liên tục bạn sẽ luôn đi liên tục chiến thắng với quan chi tin tôi đi cái vụ này tôi đã trải qua rồi tôi kiểm chứng ăn bốn liên tục mà giật quá không phản kháng lại được mà nếu làm mà nếu đối phương không tốt mà nếu như là đỡ được cái ô, cái trời sập lại cái thuận thổ đấy mà không canh frame chính xác ấy bạn hoàn toàn có thể mất một cơ hội để có thể punish đối phương nên là cái DB4 này rất là cái BF4 này còn rất là mất nó xuất dậy đó nhưng còn lại thì quan chi phế vẫn cứ là phế Garris I'm putting him in the easy tier as well. He's actually borderline in between here as well because of his one bar breaker. That thing is really, really dumb. If you're doing back shots, 200 IQ, any other time is easy. For real though, I actually... Think he's quite an easy character especially with Lao and Mataro you really don't need to hit confirm most of his strings with Lao cameo they kind of just combo for you the one bar breaker is the, really the big one you spend a bar to get the full charge of the hourglass and then anytime your opponent hits you you can just break and you get health back yeah i think he has the best command grab in the game you can side switch with it you can tick throw with it he has some of the best conversions in the game can combo from literally everything because he just has the time freeze he can combo from everything in the game hourglass when it's charged is really cheap the little snap of the fingers there's really not much else to say dude up next we're we'll putting Kenchi. um geras geras the geras the um tôi sẽ không để Gearus thì tôi sẽ không để no skill, tôi sẽ vẫn để quanh quẩn là easy và smart thôi. Bởi vì Gearus uh, việc uh, sử dụng việc bạn sử dụng sao, sử dụng mấy chiêu thức của Geras cũng khá là quan trọng vì Geras có một chiêu của Geras nó có thể có rất là nhiều một special move của Geras nó có thể tịnh tiến ra rất nhiều kiểu khác nhau đó rất nhiều biến thể khác nhau và đó easy và smart lý do tôi để easy và smart là nó là như thế tịnh tiến theo kiểu khác nhau còn Geras thì nó dễ hay không tùy thuộc vào việc là bạn có kiểm soát được con Geras này không bạn tuần tuần con Geras đến đâu Geras này mít cũng khá là ổn combo khá là to Thầy, cái combo pha độc của Gerard to phết đấy Với cả combo nhiều đồng hồ như Hi hiếu như thầy Hiếu hay làm ấy Rất là đam khá lớn đấy không đùa đâu Nhưng mà uh, và nhá câu chuyện của Gerard là gì Gerard là một nhân vật rơi vào mức no skill combo Nếu như bạn làm combo BBC Đó No skill nếu bạn làm combo BBC Next, next, next Tôi nên dừng nói thêm về Gerard I'm putting in Natar and 200 IQ. Do not get the pitchforks out. Everyone relax. I'm not letting you disagree if you've never played Kenchi. I will 100% agree with you guys that Kenchi, when the Sento's out and you're blocking, is brain dead, low key. But executing with Kenchi perfectly at high level, consistently, Without making mistakes, is so hard, especially when you get into the really weird niche conversions like the on the fly conversions. If they somehow survive the Sento stuff, he is really bad when he's in Sento stance without Sento out. At the end of the day, he's really a kind of a dumb 50 50 character. No denying that. No denying his 50 50s when you in your sandwich is dumb. Actually, controlling it all in real matches consistently is hard. High IQ does not mean he isn't broke. I think he's the best in the game, but I think he's the hardest character in the game. So take with that what you will. This is interesting. Câu chuyện về Kenshi thì chúng ta trai em biết nhiều Thực ra là trước khi mà động tay vào Kenshi thì tôi cũng chia sẻ là Tôi cũng đang nghĩ nhân vật này là nhân vật khó chơi nhất game rồi nhưng mà Khi mà tôi động vào Kenshi thì tôi nhận ra rằng là, là Kenshi không đến mức quá khó như chúng ta tưởng tượng Cái câu chuyện của Kenshi đấy là Nếu bạn làm không tốt bạn rất dễ mắc sai lầm, bạn rất dễ làm hỏng combo Đó, nếu bạn muốn optimal cái combo của mình muốn tối ưu cái lượng sát thương trong combo của mình thì việc căn việc bấm chính xác frame là điều cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn gây được một lượng sát thương lớn trong combo đã giúp Sento ra của Kenshi thì nên Kenshi nên đi một số cameo đặc thù như là Frost hay là Sub Zero chẳng hạn. Thực ra cũng có một số người chơi họ cũng sử dụng Cyrax rồi nhưng mà tôi vẫn sẽ ưu tiên Sub Zero với cả Frost hơn. Đặc biệt là Sub Zero bởi vì có chiêu đồng, có chiêu chống zone và một điều một điều nhé nếu mà bạn muốn chơi câu chuyện là khi gặp được Kenshi khi mà bạn đối đầu với Kenshi thì đừng bao giờ để cho Kenshi có thể lên được combo rút Sento ra và không và rơi và Kenshi rơi được vào thế sandwich bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp thịt nếu không là bạn sẽ đi đời luôn bởi vì khi mà rơi vào trạng thái bánh mì kẹp thịt thì gần như một người chơi Kenshi tốt tốt họ kiểm soát tốt con Sento thì họ thì bạn gần như là không thể thoát ra ngoài được nó như không thể thoát ra ngoài được tôi có thể nói thẳng thế Khi mà dùng Kenshi dùng một đòn ăn xếp của Santo Sento sẽ chém ngược lại bạn Bạn đố bạn dám punish Kenji luôn Nhưng mà câu chuyện ở Kenji là Khi mà mất Sento rồi thì Kenji khá là yếu, khá là Kenshi khá là dễ bị tổn thương. Bởi vì khi rút kiếm thì Kenshi đòn của Kenshi sẽ chậm hơn nhiều, bù lại là đòn đánh dài hơn thôi. Nhưng mà đòn Kenji chậm lắm, hoàn toàn rất dễ bị bắt nạt. Chỉ khi là bạn căn được một khoảnh khắc nào đấy bạn đóng lại kiếm lại bạn rút đóng cái kiếm lại để có thể bắt đầu lại combo kenshi còn không thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong trường hợp là bạn nhất là trong trường hợp trước đó bạn không thể gây được một lượng sát thương lớn bằng combo rút sento của kenshi đó mà đợi đợi tôi động vào rồi thì tôi thấy nó không đến mức mà 200 iq như là What để tôi đấy để... tôi sẽ nghĩ là điểm smart thôi Actually, because I think Natara is the worst in the game and I think Kenshi's the best, but they're both 200 IQ. Moving on, I'm gonna put Melina in the smart tier as well. Higher level Melina is actually quite hard in my eyes. I think Melina's in the smart tier because her best string gets floors blocked super easy. It might not sound like much, or like one string can get floors block. big deal. It's basically the only string she has that actually opens people up. She has to press it. I don't care what anyone says. You have to press the string with Melina. Playing around that alone is actually really hard. In neutral, she's pretty decent. Her projectiles don't go full screen, which is whatever. It's not a big deal. Random ball roll still exists. I'm not going to lie. People still do that. Even the high level Melinas do that. I don't know. I'm not too sold on Melina being like that easy. I've played her quite a bit. I feel like it's a bit of work. I think Melina Tremor is low key on the easy side. I don't know how legit it is just yet, but every time I've played it or played against it, I'm putting her here. So I'm just to put her in smart tier for now, but she could definitely float around this tier for sure. Omni Man. đã uh, có ai đây? Melina. Melina thì hiện tại thì tôi có thể um, nói rằng là tôi sẽ để loanh quanh là smart với cả easy. Melina tôi thấy khá là dễ. Tức độ tôi thấy Melina khá là dễ chơi. Mixup ổn 1 2 mixup 2 overhead miss. Ờ uh, có mixup F2 có F24 cũng khá mixup. Ờ uh, hai lâu. Có F1 444 cũng mixup đó, nói chung là Milena mixup khá tốt. Nhưng mà câu chuyện của Milena thì Milena không phải là một nhân vật có neutral, có neutral khá là ổn khi khi mà neutral của Milena là mức tầm trung thôi. Bởi vì uh, những cái đòn zone của Milena nếu mà không Mr. lên thì nó chỉ bay được một khoảng cách nhất định thôi chỉ bay được tầm chắc tầm khoảng uh, mít mid thôi chứ không full screen mà zone thì không full screen được thì đấy là một điểm yếu rồi rất chơi chơi zone thì khá là khó điểm mạnh là nếu biết tận dụng thêm cả cameo nữa thì Mirina là một nhân vật mix up cực khỏe luôn một nhân vật cứ mix up cực khỏe đó với cả tầm với cả là lượng sát thương từ combo của Mirina cũng khá là lớn đấy đi Mirina đi về cung lao này hay trước đây là đi với Scorpion lên một là sát thương cực kỳ lớn rồi đó nên là tất nhiên là chơi Melina thì cũng phải cẩn thận chút bởi vì đừng tôi nhìn nhiều tôi nhận thấy là nhiều trường chơi Melina họ sẽ hay có xu hướng là wake up bệnh wake up sau đó đại kích và nếu đối phương đoán được thì auto ăn combo nên là chơi Melina thì nó sẽ cũng phải cẩn thận chút nó sẽ để tầm quanh còn là easy với spot thôi đánh Milena tôi thấy Milena đánh khá là dễ mà anh em nó không đến mức mà nó không đến mức kiểu dễ đến mức cười như là nhiều nhân vật ở dưới thanh no skill kia nhưng mà cũng là một nhân vật hoàn toàn có thể anh em newbie hoàn toàn có thể lựa chọn để chơi đến đến nhân vật tiếp theo là And oh great. Okay, let's think about Omni Man. Let's think. Let's think. Is there anything hard about Omni Man's neutral? Okay, there's nothing hard about his neutral. He really doesn't play neutral at all, actually. Especially with Lao cameo. Also, his armor moves goes like half screen. Omni-Man combos, easy. Let's be real. Let's just be honest. Look at his gameplay and how Omni-Man players use him. I am not thinking when I play Omni-Man, never. Uh, do we need to say anything else? All right, Baraka. OG. Ta đến với Omni-Man. Omni-Man là một nhân vật có cái frame cũng khá là ảo. Frame của Omni-Man có khá nhiều đòn cộng đấy. Có là khá nhiều đòn plus frame ấy. Nên là Omni-Man là một nhân vật chơi kiểu offensive, chơi aggressive khá là tốt nhưng mà Omniman điểm yếu của Omniman là nếu không có một cameo thực sự là biết một cameo có Don Zone như kiểu như kiểu là chúng ta hay đi Omniman với Lao chẳng hạn thì Omniman nó thực sự là hơi rất là khổ khi chơi Zone bù lại thì Omniman có cái bù lại thì cái khi mà chơi áp lực tầm gần thì Omniman là một nhân vật khá là đáng gờm ấy tất nhiên là không thể so được với mấy nhân vật top tier được nhưng mà Omniman cũng khá là Omniman cũng khá là ổn cái đòn stand 22 có đòn thứ nó stand 22 có overhead nhé Có overhead đó đòn thứ hai này Và à, Omniman Người chơi Omniman có thêm một trò nữa đó là bách sau đó B11 lên combo Đó Sau đó hoặc là ném mũ ra Sau đó là EVC Rush Cái BF4 Bay trúng đúng không Mũ thả mũ ra vẫn Hay là vẫn xếp Đấy Cái hồi mà cái mũ vẫn còn là cộng 2 Chứ không phải là trừ 3 như bây giờ nhé Cực kỳ xếp luôn Đó nên là mà nếu mà đối phương đỡ không tốt thì hoàn toàn có thể ăn combo từ kế BF4 của Omniman. Man đó, điểm yếu chắc là, với cả một điểm yếu nữa là Đam không phải quá to, đam không phải là quá to Đó, đấy là câu chuyện về Omni-Man G Baraka Sarax for sure was in the no skill tier. Nowadays, he's in easy. I'm not gonna lie, he's pretty brain dead. He's actually like really easy, but he's not strong enough or like really that scary enough in my eyes to be no skill. Pretty basic character, nothing too crazy. Damage is really good, combos are really good. His block strings are pretty decent, but like when you really think about how hard it is to play him, it's very easy. I'm putting Lee main easy tier. Câu chuyện về Baraka ta nói quá nhiều rồi. Baraka với ở phiên bản đầu tiên. cái bản cái bản đầu tiên bản ra mắt của đây uh, đây one của mortal kombat baraka và syrak là một cặp đôi không não chính xác là không não uh, bấm một swing bất kỳ hoặc là pop sau đó xoay đang chop chop chém chém D, df2 df2 và sau đó gọi syrak ra sạch 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 nếu đối phương không đỡ được full con lên combo đam to 500 là bình thường nếu đối phương uh, đỡ được thì chúng ta bị đẩy ra hoàn toàn không thể panic đối phương được nó cộng nó cộng và bây giờ khi mà Syrah bị nớp quá nặng rồi và Baraka bị nớp đi một lượng sát thương khá khá thì việc thì việc chơi Baraka thì nó sẽ quanh quẩn là easy với no skill nhưng mà ấy, còn anh em như như tôi có chia sẻ như nhiều buổi stream đấy anh em đấy Baraka Striker tôi cũng có thể tự tin tôi vứt vào cái danh sách đó là không não no, không à, bởi vì ứng rất danh uh, sách không não đơn giản là bởi vì anh em đơn giản chỉ vì xoay xoay hai một chóp chóp sau đó ném bom cộng xong tiếp tục lượt sau đó mix up b 31 b 1 B1, các kiểu đó overhead f 3 đó nói chung là cái đòn đánh của baraka là một nhân vật nó cực kỳ dễ chơi và dễ chơi tới trung thưởng anh em ạ nên là db striker còn mạnh nữa nên là tôi vẫn sẽ để nó ở chuyên mục là Không não, không cần, không cần no skill yeah, right next to Baraka. Almost every button of Lee Maze is plus on block. I'm not even kidding. Go look at the frame data. Almost every string is plus on block. I'm not exaggerating. Lee Maze projectiles are really good. You can chuck in an EXA every now and then. If it hits you, get a combo. With the lantern up, once the lantern's up, they literally can't jump at all. And then you can destroy projectiles all day. There's not really that much they can do about it. Anytime this character hits you, it does like 35% minimum. Then, when it comes to her buttons, yes, they're not the best in neutral, but she doesn't really need those crazy buttons in neutral because she has everything else covering neutral for her already. When it comes to your offense, her offense is great. She has really good plus frames. All of her strings are really easy to hit confirm into like at least 40%. But with Scorpion, you're getting 40 every time easily. Borderline 50%. Besides Sindel, Li Mei is the only character who can actually reversal punish pokes. With Scorpion, for example, or with some cameos. If you block a poke, you can literally flip kick her and get a full combo. Really, really strong punish game. I haven't even mentioned her instant overhead, which is unreactable, by the way. Her buttons are definitely not the best, but that doesn't mean she's a hard character to play. That's how I feel about Li Mei. That's how I feel about. Um, cuối cùng chúng Mei plus frame. cực kỳ nhiều plus frame luôn một người chơi limay tốt là hoàn là một người chơi hơi, hoàn toàn có thể giữ cho mình lượt có thể giữ cho mình lượt đánh của mình cực kỳ nhiều lần đó và kết hợp với có cái setup combo với cả cái lòng đèn nữa một cái chiêu zoning khá tốt bơn lên hoàn toàn có thể lên được combo một combo của limay đi với scorpion nhá luôn luôn lên được bốn hơn 400 đó đi với scorpion luôn luôn lên được hơn hơn bốn mix up B4 F44 và F43. Đó, overhead với cả lên combo được. Đó. Và Lee May là một Lee May là một cái nhân vật mà có cái chiêu thức có thể reversal punish cái D1 của đối phương bằng reversal punish D1 đối phương đấy nhá. Rất dễ dàng sử dụng cái um, DB3 cái DB3 của Lee May hoàn toàn có thể punish được D1 của đối phương anh em thấy được phun đi một đúng không bơn lên cái db3 phát là Rio japanese tuyệt vời quá dễ nhưng mà điểm yếu của lima là gì lima là một nhân vật cũng giống như lưu Kang thôi lima là một nhân vật có tầm đánh nó khá là uh, khủng long bạo chúa cũng mà khủng long bạo chúa anh em biết rồi tay rất ngắn tay ngắn cũ luôn nên là nếu mà đọ đỏ về neutral đọ, đọ về uh, tầm đánh thì uh, lima khó mà có thể so lại được với nhiều nhân vật khác chỉ có thể dựa vào um, cái, mấy cái đòn plus frame thôi nên là tôi sẽ để tầm easy đến giữa easy và smart đó và vừa rồi đó là video ngồi xem cái tier list của watch cũng như là tôi cũng ngồi phân tích một số nhân vật cho anh em ngồi để anh em có thể hiểu hơn về các nhân vật là hiện tại các nhân vật này đang nằm ở đâu trong cái bảng tier list của Mortal Kombat 1 hy vọng là một cái video này cũng khá là dài hy vọng là tôi hy vọng là có thể cung cấp được cho anh em nhiều nhiều thứ hơn về các nhân vật trong Mortal Kombat 1 để anh em có thể lựa chọn cho mình một main character sao cho phù hợp đến đấy giờ nói nhiều hơi mà mồm nhỉ tôi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay à, nếu anh em thấy thích kiểu dạng video này có thể cho tôi một like video và một share video bất kênh này nào mà các em mong muốn ngoài ra này các em chưa làm thể bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi tám giờ tối hàng ngày với những buổi stream trên kênh hoàng bèo và thi thoảng có sẽ có những video nữa và thôi được rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo gì ạ à?